Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa Con. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là sức khỏe. Hôm bữa Phương Dừa bán mai cho sớm Phương Dừa bà con cô bác, giờ còn lại 3 gốc. Phương Dừa cho anh Đông một gốc, cho anh Úc gốc. Nhà còn lại 3 gốc. Nó trổ bông đẹp không bà con cô bác. Nó trổ bông nhiều quá nó rụng xuống. Nè, sáng giờ trà sữa cứ càm ràm hoài nó rụng dơ sân hết rồi. Giờ trà sữa phải đi quét vậy nè. Giỏi quá ta. Trời ơi, nhà mẹ phối hợp vậy nè. Hay quá ta. Em nè. Nhà bên kia mới tắm chưa chạy đầu quét xong rồi, giỏi lắm à, cầm chổi giỏi lắm à, coi vậy chứ phụ được việc nhiều lắm á. Giỏi quá ta. Chào lại. Kìa ông Út kêu quát. Ông Út quát kêu sạch kìa. Ông Út kêu quát sạch kìa. Thấy không, trà sữa mày lớn như phụ việc nhà rồi thấy không. Còn anh Bin nhà mày lớn như còn đi chơi kìa thấy không. Chưa phụ được gì kìa. Bin mập á. Này nó mau nó nở nó còn bông ngồi một chút. Chắc là mai của ông bà cô chú anh chị cũng nở rất đẹp lắm. Cái này mai là mai mẹ mai này là mai kêu bằng là nó xấu nhất đám á. Vừa chừa lại á. Nó nở đẹp vậy đó. Cầm lại. Đúng phải. Đây, để chi vừa. Ê! Sao vậy? Giấu lắm rồi. Nó đụng á. Làm gì? Cho làm gì? Dạ. Dạ. Nãy đáng lẽ con phải rung trước khi rung quét. Quét tới hết Tết luôn. Giỏi ghê chưa. Cầm cái chổi tiền nữa. Cầm chổi lại. Không cầm được mà. À sửa cho ông bà chú lại. Nãy cho ông bà chú chưa thấy rõ. Cầm mày chơi chú. Hỏi bà cô chú anh chị ăn Tết vui không? Hỏi mai bữa ông bà cô chú anh chị mua về đẹp không? Đó. Cái mai của nhà con đó. Này xong mình dưỡng lại để mình năm sau mình chơi tiếp. Quá trời bông. Mẹ. Dạ. Thì con quét đi mẹ đem vô. Thôi mẹ phụ, nhà mẹ phụ. Cầm đi. Quét rồi đổ vô góc luôn đi. Đổ bông vô góc luôn. Giỏi lắm mà, mới bên lớn hơn gần 4 tuổi rồi. Sắp tới sinh nhật sữa rồi. Việc rồi đó, rửa chén, rửa bát, quét nhà, lau nhà. Kìa, rụng nước rồi.
Sao? Đây con là gì vậy? Vậy hả? Sạch chưa? Mẹ hạ xuống. Không. Nè, con cầm cái chổi vậy nè, con cầm cái chổi vậy nè, cầm vậy nè, thì con quét nó. Bế vậy nè. Sẽ sạch hơn ha. Đúng rồi, đó. Trời ơi, cầm chỗ điêu luyện của ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ tiếp lên tiếp. Nó đây nữa. Cầm hả? Trời, khó nghĩ nữa ơi. Kìa, rụng quá trời kìa. Anh Ben thấy sửa cho anh Ben. Thấy anh Ben giỏi, chị em sửa giỏi không? Anh Ben chơi không à? mùng 6 rồi. Chỗ mừng việc được rồi. Sữa cúng khai trương yến chưa? Cúng khai trương yến rồi đó chứ. Khởi với sữa với ngoại cúng khai trương bán yến gì chứ? Buôn bán phải khai trương nha, đúng không? Mẹ. Hả? Sao mày hơi rối rồi? Trời, mày đã thấy con làm nên mẹ đi vòng vòng. Mẹ có hơi. Này, tiết sắp sạch rồi đó, sắp hết rồi đó. Ôi, quét giỏi ta, sạch trơn luôn nha. Quá trời giỏi luôn. Rồi, bên nước đi. Bye. Kìa, nó rụng vô tới nhà chú Phong luôn kìa. Kìa, rụng nữa kìa. Bất lực. Không bảo là. Rụng luôn. Đi. Cái gì vậy? Tôi nói gì vậy? Rửa chứ chiều ra thấy sân dơ là quét dụng mẹ. Bữa trước quét anh Trang. Ừ. Giỏi lắm mà. Thôi. Quét đi, quét trong góc nó kìa sữa. Trên sân nhà mình đó kìa. Trên sân nhà mình kìa. Đó, quét sữa. Dùng mưa mưa đây. Bà lắc con người. Ê, lắc góc lên. Ê, ngã. Ngã sữa. Thôi, đó. Mấy cái kia như đây là đủ rồi. Không, mau. Lắc cho 5 cái nữa em. Mẹ nhờ con quét trên son á. Mẹ ơi. Mẹ đi dụng em mưa đi. Chưa đủ. Hết rồi. Hết rụng rồi. Hết rụng rồi, hồi nãy cánh nó rụng á. Mẹ nó tàn, nó rụng giờ hết tàn rồi. Nó chưa nở nên hết rụng rồi. Đi qua nhà ba Minh đi. Qua nhà ba Minh kìa. Nào,
Sạch ta chưa? Chưa hả? Nhớ qua quán nhà ba Minh nữa nha. Bữa nay mấy bạn nhỏ lên đủ rồi nè, xứng tọa nhộn nhịp lại rồi nè. Mẹ. Dạ. Chụp lên. Rồi em đổ vô gốc mai đi em. Mẹ đổ vô đây nha. Đổ vô gốc mai đi cho nó con quỷ. Cho mai có. Rồi rồi con quét tiếp đi mẹ, đổ này trước. Trời ơi, mấy bà nó mà chạy. Xì cơm. Rồi qua nhà ba Minh. Còn vậy thôi hả? Ơi. Xíu nữa cắn không xuống nữa cây thắng kịp rồi. Hỏi ngoại còn quét không? Cái ma ngoại ngoại cắt rồi. À, ngoài nó sớm mọi cắt luôn rồi. Nó kêu ba Minh đẩy xe ra chỗ khác mới quét được. Hồi bà phùng mà bà gùm trước bà quét cho bộ. Gùm trước bà quét cho bộ, đâu giống như nãy đó. Nó ba Minh đẩy xe chỗ khác. Con đẩy đâu được. Để mẹ Ngọc đẩy xe chỗ khác nè. Ê, ngã. Mày không đẩy được không? Nặng, nặng. Rồi. Được rồi, quét đi. Nói quét rồi ba Minh lì xì cho con nha. Rồi, cây mai. Cây mai này cũng thuộc dạng cây mai xấu của đám nè. Mà nó ra bông gì đâu bà cô chú anh chị. Chắc chắn là mấy cây mai của bà cô chú anh chị sẽ rất là đẹp. Không. Là tới nay chưa hết bông nữa nè. Đẹp quá. Đẹp quá trời ơi. Sao dặn mẹ gì ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là gì ạ? Gì chơi chúng tìm luôn vậy? Không, anh đi chơi chẳng lúc gì. Chơi trò gì? Với vợ mẹ. Mẹ mới chạy xong rồi mẹ mới đứng gì lại. Hả? À, mẹ hiểu rồi. Khi nào con, khi nào con nhắm mắt, con xoay qua đây. Là con sẽ xoay qua. Đúng rồi. Mẹ mẹ chưa? Hi hi. Rồi, mẹ đi. Rồi, mình làm như vậy nè. Khi nào mình trả xong rồi mình sẽ làm như vậy. Khi nào mẹ, khi nào con kìa, xe châm nó đổ nước kìa. Là con sẽ xoay qua. Xe châm nó đổ nước kìa. Rồi. Rồi dơ áo. Rồi bé đi con, bé đi con sạch đi. Xíu nữa chơi nha. À, xíu nữa chơi. Giỏi quá. Mẹ mình cầm ơi. Sửa giỏi mấy chị luôn nè. Đúng không? À, lát tập cho mấy chị sáng sáng với mấy chị ra quét sân ha. Sửa nhớ cho tập mấy chị nha. Chơi chơi bút đen nữa. Thôi quét xong bây giờ chơi. Khi nào mẹ mẹ chạy đó là mẹ phải làm như vậy. À, khi nào con nhắm mắt chạy qua đây là con là mẹ là con sẽ chạy nha. Rồi. Con hãy nào con làm cho mẹ chết rồi. Hai chơi lại. Mẹ khi nào mẹ 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 chạy mẹ mẹ mình cứ chân trọng là khi nào con nhắm mắt ở đây là khi nào con xoay qua là con sẽ xoay qua đây nữa nha. Mỗi ba con là phải chấm.
rồi quét tiếp đi, quét tiếp đi mày phụ con. Mày xem coi nè. Rồi mày nhắm mắt đi cho sữa làm. Sữa chạy. Mày nhắm mắt sữa chạy coi. Mẹ nhắm mắt rồi sữa chạy coi. Giả mà bơi kia người ta đang nhìn thôi, người ta đang đi ta giữ lại tư thế đó, bà giả quá. Ơi đứng lên quét sân đi. Quét đi. Nè nó rụng hết rồi nè. À. Tết nay sữa không chụp chụp hình với Mai vậy trơn à. Đúng không mày Ngọc? Nhà có mấy cái đẹp mà sữa không chịu chụp chứ. Quét đi. Oh yeah. Quét. Tới giờ giỡn rồi đó. Kìa ông ngoại la kìa. Con làm đâu mẹ. Khi nào khi nào mẹ chạy là mẹ mới làm gì vậy? Không, mẹ không chạy nữa, quét đi. Khi nào mẹ về? Con làm kìa. Không có xong nhà tôi đưa lên kìa. Thôi được rồi, để tí nữa tôi xử cho. Không. Bà đó hả? Bà đó thôi nghỉ nha. Vậy là giỏi lắm rồi, vậy là sữa giỏi lắm rồi không? Bà cô chú anh chị thương sữa lắm á. Còn nhỏ vậy mà hay quá. Còn nhỏ xíu vậy mà bà quét dọn cái gì cũng tự làm hết trơn á. Nè mẹ quét nè, giờ con hốt đi, con hốt ráng vô đi. Nóng hả? Làm việc mệt quá hả? Mẹ con biết chọc. Giờ nè. Mẹ đây. Đúng rồi, mẹ gom lại giờ nè. Giờ con hốt rồi. Mẹ con biết chọc. Rồi, tiếp đi, đừng có nói nè. À, ông bà cô chú anh chị có ai thiếu người làm không? Thế trà sữa về trà sữa quét dọn cho bà cô chú nha. Quét sạch cô. Kìa nó trà sữa dùng siêu năng lượng, nhìn bà bên trái của mình luôn. Trà sữa mới có siêu năng lượng mới đó. Năng lượng gì vậy? Đường thiết lại ra xem coi. Đà siêu năng lượng mắt. Siêu năng lượng mắt. Ghê không? Siêu năng lượng mắt. Sữa nhìn dùng như siêu năng lượng nhìn mẹ ơi. Ghê không? Mẹ thấy ghê chưa? Thấy siêu năng lượng chưa? Mẹ đi, mẹ quét cho con hốt tiếp. Rồi thôi cảm ơn ông bà cô chú nè đã theo dõi video con nè. Chào tạm biệt ông bà cô chú nè. Nè sữa ơi đổ ngoài ơi. Rồi chào ông bà cô chú nè. Bye bye. Nghe không? À, dạ rồi cảm ơn quý bà cô chú chị đã theo dõi video cùng vừa con rồi. Chúc quý bà cô chú thật nhiều khỏe, hẹn lại bà cô chú chị trong một tiếp theo. Bye bye. Dư gom tiếp đi. Chào tạm biệt ạ. Nè gom vô. Ai vô.